Đây là sân vận động Mỹ Đình này. Ngay bên cạnh kế bên là những cái khán đài của trường đua F1. Đang còn những cái công đoạn cuối cùng lắp ráp để hoàn thiện các cái khu vực khán đài để chuẩn bị cho đến đầu tháng 4 tới là sẽ là có một cái giải đua được tổ chức tại Việt Nam, và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam một giải đua danh giá, giải đua F1 danh giá. Đây, các cái linh kiện để lắp ráp cái khu vực khán đài. Ở những cái khán đài này thì có những cái tên khán đài gồm có Hạ Long này, Hải Phòng và Đà Nẵng và cái gì nữa, nhưng mà mình không nắm được hết, đọc qua rồi nhưng mà không nhớ được hết. Đây là cái cảnh công trường đang thi công. Đây là khu vực trước sân động Mỹ Đình này, mặt trước này. Đây chính là cái khúc cua mà nó là cái khúc cua từ đây, đang có flycam này, mọi người đang quay flycam này. Đấy, flycam trước khi cái hệ thống đường đua F1 này nó sẽ hoàn thành thì chúng tôi sẽ quay lại một số hình ảnh để mọi người ở trong nước, ở khu vực mà không gần Hà Nội không có điều kiện để tới xem nhé, thì có thể xem được. Không biết là âm thanh thì nghe có rõ không, tại vì mình quay bằng điện thoại mà. Đây, mình sẽ để xe đây. Đó, phi anh ấy đang quay flycam rất phê luôn. Đây, mình sẽ quay toàn thị. Một cỏ thì đã được trồng rồi nhá, cỏ thì đang mọc lên rồi nhá. Vực bên trong kia chính là cái nơi điểm xuất phát nhá, cái khu nhà là gì nhỉ, của các cái đội đua người ta sẽ xuất phát ở trong kia nhá, trong cái khu vực này, đấy, người ta sẽ xuất phát ở trong đấy. Đây là một anh, không biết là anh nào. Anh ơi đừng quay anh. Không quay á? À?